Sáng ngày 7 tháng 5, tại nhà văn hóa tổ dân phố Bạch Đằng, Hội Cựu chiến binh thị trấn Núi Đèo tổ chức khai mạc giải bóng bàn chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5, hướng tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Dự khai mạc giải có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể của thị trấn cùng 12 vận động viên là hội viên Hội Cựu chiến binh đến từ 5 chi hội cựu chiến binh thị trấn Núi Đèo. Giải thi đấu gồm các nội dung đơn nữ và đơn nam với thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm ở mỗi bảng, sau đó thi đấu loại trực tiếp để tranh giải nhất nhì ba. Với tinh thần giao lưu thể thao vui khỏe, các vận động viên đã tham gia thi đấu hết mình và cống hiến cho khán giả những trận đấu hay với nhiều pha bóng đẹp mang tính chuyên môn cao. Thông qua giải thi đấu thể thao nhằm tạo sân chơi bổ ích để cho các vận động viên có cơ hội giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trong tổ chức hội, qua đó góp phần phát triển hài hòa về sức khỏe, tinh thần trong cán bộ hội viên cựu chiến binh, khẳng định truyền thống và sự phát triển vững mạnh không ngừng của Hội Cựu chiến binh, đồng thời cũng là dịp để cán bộ hội viên toàn hội thể hiện sức mạnh, tinh thần đoàn kết, tình đồng đội, phát huy phẩm chất truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, ý thức xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh. Sau một thời gian thi đấu sôi nổi, kịch tính, ban tổ chức đã trao giải nhất cho vận động viên Đặng Văn Nam, chi hội cựu chiến binh Đà Nẵng, giải nhì cho vận động viên Trần Văn Tuyển, chi hội cựu chiến binh Bạch Đằng 2, giải ba cho vận động viên Vũ Văn Tuyến, chi hội cựu chiến binh Bạch Đằng 1 và giải khuyến khích cho các vận động viên tham gia giải. Ngoài tổ chức giải bóng bàn, Hội Cựu chiến binh thị trấn Núi Đèo còn tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao với câu lạc bộ dân vũ Bạch Đằng như giao hữu bóng truyền hơi, các bài nhảy dân vũ trên nền nhạc vui nhộn hay các bài ca thể hiện tình yêu quê hương đất nước đã tạo không khí tưng bừng, vui tươi, phấn khởi cho buổi giao lưu. Đây là một trong những chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5 lịch sử, đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Đây cũng là dịp để nhìn nhận, đánh giá và đẩy mạnh hơn nữa phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt lời kêu gọi toàn dân tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, đáp ứng yêu cầu công tác, tính tiền phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, làm tiền đề cho Hội Cựu chiến binh thị trấn tổ chức các giải thể dục thể thao trong những năm tiếp theo.